Ngọn lửa bùng lên bất ngờ như đổ nước vào chảo dầu đang sôi trên bếp. Anh Pha, 39 tuổi, nhớ lại thời điểm vụ nổ tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gỗ Hoàng Thông ở khu công nghiệp Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên vào chiều ngày 6 tháng 7 khiến 9 công nhân bỏng nặng. Một ngày sau sự cố, anh Pha còn đau rát, chân tay mặt phải cuốn băng do bỏng khi điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Anh Pha cho biết anh vào làm công nhân tại công ty Hoàng Thông từ đầu năm với công việc dọn dẹp xưởng, hút bụi, mùn cưa từ quá trình làm gỗ. Công việc bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút hàng ngày với mức lương khoảng 7 triệu đồng. Sau giờ nghỉ trưa hôm qua, nam công nhân bắt đầu hút bụi gỗ ở sàn, dọn vệ sinh. Hệ thống hút bụi gồm có máy hút bụi cao gần 20 m hình trụ nối với nhà chứa hình hộp bụi rộng khoảng 20 mét vuông. Ở nhà chứa bụi có một cửa ra vào thu gom bụi gỗ. Trên máy hút bụi có một đường ống chia làm 3 vòi hút. Khi làm việc, nam công nhân sẽ kéo vòi này đi xung quanh để hút mùn cưa. Anh Pha kể khi đang cầm vòi hút cách hệ thống khoảng 5 mét thì thấy khói bụi bay ra mịt mù, sau đó lửa bốc lên từ cửa ra vào nhà chứa bụi. Lúc này anh cùng đồng nghiệp là nhóm công nhân bảo trị hệ thống, lấy vòi nước xịt vào đám cháy nhưng bất ngờ lửa bùng lên dữ dội tạo tiếng nổ lớn. Lửa vụt ra như hình quả cầu táp tới, làm cháy quần áo, anh Pha bị bỏng rát bò chạy ra ngoài. Quần áo bị nung chảy dính vào da thịt tôi rất đau rát, anh nói. Sau khi xảy ra vụ nổ, nhiều đồng nghiệp của anh đầy thương tích, la hét, được những người ở công ty đưa đi cấp cứu. Theo nam công nhân, có khả năng là do động cơ của máy hút bụi bị chập điện, gây cháy, lan xuống nhà chứa mùn cưa. nằm bên cạnh anh sofa, anh Ngô Văn Ái, 33 tuổi, quê An Giang nói may mắn khi bị thương nhẹ hơn so với các đồng nghiệp. Anh cho biết vào làm công ty gỗ gần 3 năm ở khâu lắp ráp sản phẩm bàn ghế tủ gỗ. Chiều qua, khi đang làm ở khu vực các lò hút bụi chừng 100 mét, anh nghe mọi người hô hoán có cháy ở lò nên chạy sang hỗ trợ. Tôi lấy vòi nước và hỗ trợ phụ cầm vòi phía sau. Đang xịt nước vào đề dập thì lửa theo bụi bốc ra ngoài cả chục mét. Quá bất ngờ nên anh em không xử lý kịp, anh ấy nói. Theo anh Ái, lửa từ mùn cơ táp ra ngoài quá nhanh, khiến nhiều công nhân bị bỏng nặng. Tôi đứng cách cửa lò cũng mười mấy mét, xong vẫn bị bỏng. Còn những người cầm vòi phía trước đều bị nặng, được chuyển đi bệnh viện trợ đẩy, anh Ái nói. Trong khi đó, anh Trần Phạm Thi, 26 tuổi, quê Quảng Bình, bị bỏng ở tay sau sự cố. Vào làm ở công ty hơn một năm ở công đoạn cắt gỗ thành phẩm bên cạnh lò hút bụi. Anh cho biết đây là lần đầu tiên thấy máy bị sự cố. Lúc phát hiện khói bên trong máy hút bụi, nhiều người dùng vòi xịt nước vào nhưng không hiệu quả. Lửa bùng ra trong diện tích rộng và ra xa nên mọi người không kịp phản ứng, chỉ biết la hét vì sức nóng tát vào người, anh Thi nói. Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 6 tháng 7, tại xưởng sản xuất của công ty gỗ Hoàng Thông xảy ra cháy. Lúc này ở xưởng có 4 công nhân bảo trì máy móc đã cùng hơn 20 người kéo dây và bơm nước tưới phía trên nóc bồn chứa mùn cưa. Chừng vài phút lửa phụt mạnh phía dưới bồn kèm tiếng nổ khiến 9 người bị thương, trong đó 4 người bỏng nặng trên 50% diện tích cơ thể, 3 người nhóm công nhân bảo trì được chuyển lên bệnh viện trợ đẩy những công nhân còn lại thì bị bỏng vùng mặt, tay, chân đang được điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Ông Trịnh Đức Tài, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho hay, qua xác minh ban đầu, vị trí xảy ra tai nạn lao động là khu vực hệ thống bồn hút bụi có chiều ngang là 4,5m, cao 19m, dài 13m, bồn phía trên có chiều ngang là 3m, dài 6m, cao 5m. Khi thấy cháy ở hệ thống, nhóm công nhân tìm cách dập lửa đã xảy ra nổ. Hiện các cơ quan chuyên môn tìm nguyên nhân sự cố. Vụ nổ xảy ra chiều 6 tháng 7 ở công ty gỗ hát T tại khu công nghiệp Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, trong công ty gỗ hát T xảy ra nổ bồn giam bảo. Lửa đã tạt vào khiến một số công nhân bị bỏng. Một video tại hiện trường cho thấy khói bụi tỏa ra phía trong nhà xưởng. Công nhân trong công ty chạy tán loạn ra ngoài. Một số công nhân bị cháy hết áo, quần bị rách, có công nhân bị bỏng lột ra tay và da chân. Có người bị bỏng ở trên mặt và vùng đầu. Một xe bán tải đã chở ít nhất 6 người có dấu hiệu bị bỏng đi cấp cứu. Một nhân viên công ty gỗ T xác nhận tại công ty có xảy ra vụ việc này, lửa tạt khiến các công nhân bị bỏng. Tuy nhiên, vị này phủ nhận thông tin có 4 người tử vong trong vụ nổ. Theo người này, những công nhân bị thương đã được công ty đưa đi bệnh viện cấp cứu. Công ty đang cố gắng lo lắng hỗ trợ cho các công nhân. Cập nhật tin tức đến chiều tối 6 tháng 7. Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ bồn chứa bụi gỗ khiến nhiều người bị thương ở chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gỗ hát. T. địa chỉ, đường CN8, khu công nghiệp Tân Bình, thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết báo cáo sơ bộ tai nạn xảy ra khoảng 14 giờ cùng ngày. Lúc này các công nhân đang làm vệ sinh hệ thống hút bụi gỗ thì xảy ra nổ bồn chứa bụi gỗ làm 9 công nhân bị thương trong đó có bốn người bị bỏng nặng đã được chuyển đi cấp cứu Ngày 5 tháng 7, một du khách cho biết trên bãi biển Hồng Vàn thuộc xã Đồng Tiến Cô Tô Quảng Ninh vừa xảy ra vụ nổ cano khiến người lái bị hất vang. Theo hình ảnh trong đoạn clip do du khách ghi lại cano do một người đàn ông cầm lái kéo theo chiếc phao chở năm du khách chuẩn bị xuất phát thì phát nổ. Vụ nổ khiến cano hư hỏng người lái bị thương. Nạn nhân được chuyển đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện Cô Tô sau đó được chuyển tiếp lên tuyến trên. Bà Nguyễn Thị Hòa, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Tiến xác nhận sự việc xảy ra vào chiều ngày mùng 3 tháng 7. Thời điểm này chiếc cano đang chạy kiểm tra phương tiện thì kết nước phát nổ. Vụ Vụ nổ khiến phương tiện hỏng, người lái cano bị gãy nhẹ mu bàn tay đã vào đất liền để băng bó điều trị. Sau khi xảy ra vụ việc trên, ủy ban nhân dân xã Đồng Tiến ra thông báo cấm tổ chức tour du lịch câu cá, câu mực đêm dưới mọi hình thức và dừng hoạt động tổ chức tour tự phát đưa khách du lịch ra các đảo nhỏ bằng xuồng cano đỏ tàu cá. Đồng thời, ủy ban nhân dân xã Đồng Tiến cũng ra lệnh cấm các tổ chức cá nhân cung cấp các dịch vụ mô tô nước, kéo chuối, nhà phao trèo, súp ca giác và các hoạt động thể thao dưới nước khi chưa được cơ quan cấp có thẩm quyền cấp phép. Ngày 4 tháng 7, Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen Công an huyện Tây Giang Quảng Nam vì thành tích xuất sắc trong công tác cứu hộ cứu nạn, bảo vệ bình yên, an toàn, hạnh phúc cho nhân dân. Trước đó lúc 16 giờ 45 phút ngày 3 tháng 7, ngay sau khi nhận được tin báo của người dân về việc một người đàn ông bị mắc kẹt giữa dòng sông A Vương, đoạn qua xã A Tiêng, Lúc này, nước lũ chảy rất mạnh, địa hình hiểm trở, với tinh thần chủ động và hy sinh quên mình, các đồng chí công an huyện Tây Giang, công an xã A Tiêng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, huy động phương tiện cứu hộ. Đáng chú ý, Trung tá Nguyễn Ngọc Sĩ, Phó đội trưởng Tham mưu và binh nhì A Lăng Phúc, chiến sĩ nghĩa vụ, đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã bất chấp hiểm nguy lao xuống, cứu người bị cô lập giữa dòng lũ dữ bộ trưởng công an lương tam quang khẳng định hành động trên thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước đảng nhà nước nhân dân sự dũng cảm không quản ngại khó khăn sẵn sàng xả thân để thực hiện nhiệm vụ khi nhân dân gặp nạn thể hiện rõ tinh thần lúc dân cần lúc dân khó có công an Bộ trưởng viết trong thư, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng ghi nhận biểu dương sự nỗ lực cố gắng và tinh thần quyết tâm sẵn sàng phục vụ nhân dân của Công an huyện Tây Giang, Công an xã A Tiêng và cá nhân hai đồng chí Nguyễn Ngọc Sĩ, A Lăng Phúc. Trước hành động dũng cảm của các chiến sĩ công an huyện Tây Giang, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị công an tỉnh Quảng Nam có hình thức khen thưởng xứng đáng với các tập thể cá nhân. Đồng thời Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu Công an tỉnh Quảng Nam chỉ đạo toàn lực lượng phát huy tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác phòng chống thiên tai, bảo đảm an ninh trật tự, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Như đã thông tin, chiều ngày 3 tháng 7, ông DCP 34 tuổi, quê huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam, làm việc tại huyện Tây Giang khi băng qua sông gặp lũ quét bất ngờ, bị cô lập giữa dòng lũ. Nhận tin báo, công an huyện Tây Giang đã huy động phương tiện đến hiện trường hỗ trợ tiếp ứng ông P vào bờ an toàn. Vào khoảng 16 giờ 50 phút chiều ngày 10 tháng 6, tổ công tác của công an huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang làm nhiệm vụ ứng trực hỗ trợ vận chuyển hành lý của du khách bị mắc kẹt để lại. Trong lúc làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện 3 người của xã Thượng Phồng huyện Mèo Vạc đi qua suối chảy xiết nên bị cuốn trôi. Ngay lúc đó, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự, đã phát hiện và ngay lập tức chạy ra ứng cứu. Cụ thể, vị trí xảy ra sự việc tại km 06, đoạn suối cạn, đường xuống sông Nho Quế 1 và đi ba xã biên giới. Hình ảnh ghi lại từ hiện trường cho thấy, thời điểm Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường phát hiện sự việc, một người phụ nữ gần như tuyệt vọng vùng vẫy trong dòng lũ dữ. Người này sau đó được Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường ứng cứu kịp thời. Ba người được cứu sống gồm hai vợ chồng là Sung Mỹ Dính 43 tuổi và vợ là Vư Thị Thò 44 tuổi. Con là Vư Mỹ Pó 19 tuổi, cả ba cùng chú tại thôn Lùng Chu, xã Thượng Phùng. Trước đó vào đêm ngày 9 tháng 6, dạng sáng ngày 10 tháng 6, trên địa bàn tỉnh Hà Giang có mưa lớn, nước lũ tràn về khiến nhiều nơi bị sạt lở ngập úng, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt. Vì mưa lớn xảy ra vào cuối tuần, khiến nhiều du khách trong nước và quốc tế khi đến Hà Giang bị mắc kẹt Lực lượng cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương nhanh chóng lên phương án giải cứu du khách tại huyện Mèo Vạc đến địa điểm an toàn. Thượng tá Hoàng Anh Đức, trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hà Giang cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin người dân du khách bị mắc kẹt ở một số huyện và thành phố Hà Giang, công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng tham gia ứng trực, hỗ trợ kịp thời. Riêng lực lượng cảnh sát giao thông đã huy động trên 100 cán bộ làm việc xuyên đêm để hỗ trợ người dân. Theo thượng tá Hoàng Anh Đức, tại Mèo Vạc ghi nhận số du khách bị mắc kẹt do mưa lũ lớn nhất lên đến khoảng 1.000 người. Thượng tá Hoàng Anh Đức thông tin, cảnh sát giao thông làm việc xuyên đêm, sử dụng ô tô chuyên dụng, cano, thuyền trực tiếp hỗ trợ đưa người dân đến khu vực an toàn. Đến nay, toàn bộ du khách đã được đưa đến nơi an toàn tại trung tâm huyện.